Vâng, em xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Hiếu Nguyễn Vinox ạ. Hôm nay thì em xin sẽ lên một video này để mà giới thiệu cho anh em một dòng sản phẩm đột dập 7 dao chuyên sử dụng cho anh em hệ 55 sinh pha, hệ 55 vắt cạnh, tối ưu hóa tất cả các dao, không thiết kế thừa dao nào để anh em đưa ra quyết định đầu tư cũng như là đầu tư nó hiệu quả, không có lãng phí chi phí sản xuất của mình. Đấy, như anh em cũng có thể thấy ở trên màn hình này, con máy đột dập này là đột dập bằng hơi nhé, sử dụng là 7 dao để đột dập cho tất cả cho anh em cái hệ nhôm như 55 sinh pha, 55 vắt cạnh. Đấy, bây giờ em sẽ tiến hành giới thiệu cho anh em từng dao một nhé, để anh em có thể là hiểu rõ về sản phẩm và đưa ra quyết định đầu tư nó hiệu quả, tránh đầu tư sai, đầu tư nhầm. Đấy, thì đầu tiên thì con đột là cây nạch này, cây nạch có cánh cửa sổ của hệ 55 sinh pha này. Đấy, cây vĩnh cửu một hạt này, con số 1. Con số 2 nó sẽ đột cho anh em là thoát nước của hệ 55 sinh pha lẫn cả hệ 55 bắt cạnh, là cánh cửa sổ nhá, thoát nước nhá, không bao cửa sổ. Con thứ 3 sẽ làm cho anh em là ốc hông cũng như là dây cửa nùa của hệ 55 sinh pha và hệ 55 bắt cạnh này. Đấy, đây là con thứ 3. Con thứ 4 nó sẽ làm cho anh em đấy là cái hệ 36 này, hệ nhôm 36 ấy, thì nó sẽ làm cho anh em hệ 55 bắt cạnh là cái nhảy, cái vĩnh cửu. Anh em đây hiện tại xưởng đang lắp là cái vĩnh cửu, còn nếu anh em muốn làm cây nhảy ấy, thì anh em chỉ cần tháo cái lỗ ova này ra này. Đây có con ốc chí này, trên này con ốc chí này. Đấy, các bác lấy cái nục 4, bác xoáy cái ova này ra, nào các bác rút ra làm cây vĩnh cửu luôn. Thích làm cây nhảy thì lại nắp vào. Đấy, con 36 này sẽ làm cho các bác ấy là cánh cửa đi này, không bao cửa đi này, cánh cửa sổ không bao cửa sổ, không bao vách kính, không bao cửa nùa của hệ 55 bắt cạnh. Đấy. Con dao số 4 nó sẽ con dao số 4 nó sẽ làm cho anh em đấy là khung bao cửa sổ của hệ 55 sinh pha này, khung bao cửa sổ hệ 55 sinh pha và khung bao vách kính nhá. Anh em đều đầu tư làm vào con số 5 này, em quên đấy, con này con số 5 đấy. Đấy là đột cây vĩnh cửu. Đấy, con số 6 này sau này sẽ làm cho anh em là cánh cửa đi hệ 55 sinh pha này, cây vĩnh cửu 2 hạt này, chuyên làm hẳn cho anh em hệ sinh pha là cửa đi cây vĩnh cửu 2 hạt là cây 31 41 đấy. Anh em nào mà cửa đi này, cánh cửa đi không bao cửa đi, dùng chung một con dao luôn, rất là đa năng, tiết kiệm. Con thứ 7 này sẽ làm cho anh em là cánh cửa nùa hệ 55 sinh pha lẫn hệ 55 vắt cạnh này, nó sẽ tích hợp làm cả cây nhảy cả cây vĩnh cửu này. Như em nói ở con cây 36 ấy, thì là nếu mà anh em làm cây vĩnh cửu, anh em tháo cái ova này ra, có con ốc chí tháo ra thì mình sẽ làm còn làm cây vĩnh cửu luôn. Đấy, rất là thuận tiện cho anh em. Đây là toàn bộ cơ chế của máy này. Đấy, có chân này, bàn dập này, rất là dày dặn chắc chắn. Về trực tiếp bên em đây là xưởng sản xuất, thì các bác hoàn toàn yên tâm về chế độ bảo hành cũng như là phụ kiện để mà thay thế một cái con máy này, thì hoàn toàn có đồ thay thế cho các bác hết. Về các bác chỉ yên tâm về quá trình mình sản xuất thôi, không phải lo vấn đề bảo hành cả. Máy thì bảo hành cho mình 2 năm. Thì ngoài những dòng máy đột dập thì công ty cung cấp cả những con kìm bấm ke này, ví dụ như mà đây này, các bác có thể nhìn thấy này, đột thoát nước này, con này là đột thoát nước của hệ 55 vắt cạnh này, hệ 55 vắt cạnh, hệ 55 sinh pha này, cho làm cho cửa sổ ấy, đấy, làm cho cửa sổ, còn cửa nùa làm khác. Đấy, đột thoát nước này, đột ke vĩnh cửu, ke nhảy này, đấy, đột sinh pha này, đây là bên mà đang thiết kế, đây là làm nên kìm bấm sinh pha đấy, kìm bấm sinh pha, kìm to ấy. Đấy, đây là thô nhá, chưa lắp ráp lên nhá, lắp ráp lên thì nó ra đây nhìn khác đâu rồi, hiện tại em lại không có. Đấy thì các bác có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp đến số hotline của công ty nhé, sẽ có nhân viên để hỗ trợ cho các bác về vấn đề giá cả và phụ kiện để các bác đầu tư nó hiệu quả, tránh đầu tư sai, đầu tư nhầm. Số điện thoại ở bên dưới màn hình để các bác có thể liên lạc. Và cảm ơn các bác đã xem video, hẹn gặp lại các bác ở những video kế tiếp ạ.